Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin 360 độ thể thao cùng nhịp độ thể thao tối ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Những thông tin đáng chú ý tiếp theo của thể thao Việt Nam cũng như thể thao thế giới sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả trong bản tin nhịp độ thể thao phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng ngày mai trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.